Chào mừng quý vị trong chương trình Cooking by Lion. Thưa quý vị, hôm nay Lion xin trình bày cho quý vị là chuẩn bị gói bánh chưng nhé. Tại vì bánh chưng đã được nấu xong rồi và bây giờ chúng ta mang ra để nguội một ngày. Và chúng ta chuẩn bị gói cho nó đẹp á. Vâng, để đem đi biếu á, biếu họ hàng với lại biếu bạn bè nhân ngày Tết á quý vị. Thưa quý vị, đây là những cái bánh chưng đã được chuẩn bị xong ạ. Chúng ta cột dây màu xanh, cột dây màu đỏ. Và đây là bánh chưng thì nấu 8 tiếng xong rồi chúng ta mang ra để nguội. Chúng ta mang ra để nguội và bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị nhé. Đây là đậu xanh với nếp. Mai là gói tiếp bánh lớn. Bây giờ chúng ta làm bánh nhỏ. Chúng ta lấy đây. Giờ chúng ta cắt những cái dây này đi nè. Những cái dây cọt á. Chúng ta lựa mặt nào nó đẹp á, thường mặt ở dưới mà ta lót lá tre á là nó có cái hình đẹp này thì ta để lên trên, mặt nào vuông vắn ta để lên trên. Rồi chúng ta lấy một cái plastic, chúng ta lấy một cái bóng kiến plastic á, chúng ta bọc lại. Ta vừa bọc ta vừa nắn cho nó thật là vuông cái góc. Rồi chúng ta lấy những cái phong bì này, mừng tỏi á. Rồi chúng ta bỏ lên trên. Rồi chúng ta cô vào lại một lớp plastic nữa. Chúng ta để rất là cân đối nhé. Chúng ta lấy một lớp plastic nữa và bọc lên. Rồi chúng ta lấy cái dây, cuộn dây đỏ và cuộn dây xanh. Các bạn ra chờ nay đi nay sen á, mua một đồng một cuộn ạ. Hai cái đầu dây chúng ta lấy cái dao chúng ta làm cho nó quanh đây. Các bạn thấy đẹp không? Và bánh chưng sa cột dây màu xanh chúng ta cũng làm giống hệt như vậy. Các bạn chú ý nhé, cái bánh chưng này này
Lan để dưới đáy dưới cùng á, nhưng mà tại vì lót cái lá nó ít quá cho nên nó bị như nó bị cháy, nó bị cứng á, nó bị cứng ở dưới, chưa có cháy nhưng mà nó bị cứng ở dưới á. Kinh nghiệm là mình lót cái lớp lá ở dưới thật là dày á thì nó không có ảnh hưởng tới bánh chưng. Cái này là nó có một lớp hơi cứng cứng chút xíu ở bên đây cho nên để nhẹ ăn không có dám biếu ai hết. Còn đó là một kinh nghiệm rồi. Nhớ lót lá ở dưới nhiều nhiều vô các bạn ạ. Bánh chưng mới nguội xong để một đêm á, tối thường nấu từ sáng 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, xong cái mình vớt ra, cái mình làm việc buổi tối mình đi ngủ, buổi sáng mình dậy mình gói. Loan đang gói buổi sáng lúc 8 giờ vâng. Trong chương trình tới thì Loan sẽ nói bằng tiếng Anh, tại vì ra mấy số mà nhiều bạn ngoại quốc á, người ta thích bánh chưng Việt Nam á, với là những cái bạn mà không có hiểu tiếng Việt á, thì Loan sẽ ra một số tiếng Anh, các bạn nhớ đón nghe nhé. Chân thành cảm tạ các bạn đã theo dõi chương trình Cooking by Loan.